nhà của cháu có chó tỏ tê đó, tỏ tê đó, tôi hiểu nó chỉ mất đem một chè, tôi nó, tôi cho chè nó chỉ để chè tắc kia nắc kia chứ chè tôi nó hả, chè nó tôi mất đem, tắc kia nó sỏi nó sẽ nên kia gì, tôi nó kìa, chè đó tôi mất đem, có chó cả ta mà, để cho lên lia. Đây giờ có chó lia lia chó lia chó lia tôi hiểu pin nó thì tao tao mất đêm mà chỉ đây chị nó phải nuôi thì lọt sàn nồi ấy chị tuột tạ chị đây chỗ gọi ơi để cho anh này tôi pi lia nào mà che bên ngoài này lia lia hẳn tôi chỉ để hết chị trên đấy chị lo sao nấu ta vậy chỉ trong nọ nha cho nó tôi ở lia cho nó tôi pi đà nè pi đà eo nó muốn chị nuôi lia kia giờ cho nó nè thì nó nọ em trong cái mình thiết chị để xem sao nó vậy ăn uống chuyện gì lẹ u cho nó đẹp luôn ư vậy mới cho nó đây để thế đó nó nó chạy là lọ sờ nó để lấy một cái ký hẹn chúng mới em hiểu à ta là để vô để che cho tôi dành khó nó quấn thì tao nó ít sống để lại là đâu ở tổ trẻ thế đấy để cho nó gì để rau thế để rau ba thế rau ba là đâu đây giờ có gió mà ui rau đâu cơ rau à đó để cái cho để cái tạt cho để lên lên nè để lên rồi vậy mất đây mà cho một che ý ăn uống chuyện này cứ lên lên hàng tuổi nha rồi lần này ta tỏ ra giống xe thì tỏ nó thì chả tỏ nó xài rồi giống sữa lò tứ nó no rồi thế này ta kì na kì vậy nó chơi dự đeo là dự đi đây một sữa một chia bên nó chị kia tôi ở no tôi no cho tè ta kỹ nó chị tôi no tôi bỏ no tổ cũng no ta kỹ nó thì nó hẹn tôi đâu để ý rồi vấn đề hết thì trời sợ để cho một sự khởi kia cho nó đã để muốn nó chị đê chị nó bên nó chị nó chị tôi tắt chị cố cố gì thở chị tôi nó chị chứ mất đẹp vấn đề lôi rối to mà chị trở tội đồ này ta chỉ đã lên lúc bố xin đã khó nó yêu tôi mà để tả nha chỉ này chỉ cho môn tàu à chỉ cho môn tàu để cho em đi chạy lia mình gì sao bây giờ tao liếc thì nhá này nó bên nó ra
con nó vô con nó chỉ có gió ký cho nó chứ thôi à chỉ là ê cái cô tổ chế đó là đẹp chứ đi chụp bầu đã ông nó ha chỉ cho mình thôi à bên nó lép lông tụi đây.